Xin chào cả nhà, đây là nguyên liệu của món nộm rau củ với nấm theo kiểu chay. Phần nấm này là mình đã rửa và tước ra rồi, cho nó vừa miếng ăn rồi. Mình tí nữa mình sẽ xào cùng với dầu mè. Còn cái đây là rau củ, mình sẽ bắt đầu bào ra thành sợi. Xoài, su hào, cà rốt. Đó, chua ngọt, theo kiểu là chua ngọt cho nên là xoài là chua này. Rồi su hào, cà rốt là trộn với đường là hành ngọt. Còn những cái gia vị đi kèm là ớt bột Hàn Quốc, nước tương, dầu mè, mè rang, đậu phộng để rải, muối với đường. Không có nước mắm nha, tại vì mình làm theo kiểu chay. Đó, bây giờ mình bắt tay vào làm đây. Vào cà rốt trước. Rồi mình sẽ cho cà rốt qua cái này để tí nữa mình trộn luôn. Rồi tiếp tục bào xoài, mình cắt vỏ trước, vỏ nó hơi cứng. Ông nhỏ tổ chuẩn bị xào nấm. Cho nó thấm gia vị nhanh. Bước lên chuẩn bị xào nấm. Dầu vào, dầu đây là dầu mè. Dầu mè. Tỏi vào. Chảo. Tỏi rám vàng mình sẽ cho nấm vào.
đầu nêm nếm, mình chỉ bỏ đường với muối thôi. Một muỗng nhỏ đường, muỗng nhỏ muối. Mình nếm thử. Mình vậy là vừa rồi đó. Chứ rồi mình còn trộn xì nước tương nữa, cho nên là không có sợ ngạt đó. Cái nấm nó đã ngọt, cái vị ngọt rất là dễ chịu rồi, cho nên là mình không cần phải nêm nếm gì nhiều, chỉ cần một muỗng nhỏ đường, một muỗng nhỏ muối thôi. Rồi đây là nấm đã chín rồi, giờ mình tắt bếp và mình bỏ sang một bếp này để cho nó nhanh nguội. Cho vô với cái điện nọ mình trộn, như vậy thì rau củ nó mới giữ được cái độ giòn. Còn bây giờ nó nóng quá, cho vô là làm rau nó chín luôn. Rồi bây giờ mình sẽ pha nước để trộn vô cái đĩa nộm này. Đầu tiên sẽ là một muỗng nước. Đây là nước tương, hai muỗng nước tương, xì dầu, một muỗng đường, một xíu ớt bột Hàn Quốc. Này không cay gì, màu đẹp thôi. Và chanh. Chanh này nhiều nước cho nên mình lấy nửa cái trước. Để cái phần rau củ này nó thấm gia vị trong vòng 15 phút. Mình thấm trước đã. Trong lúc chờ rau củ ngấm gia vị thì mình cắt ớt. Sau đó cắt rau thơm. Ớt này cũng không có cay, ăn cho có nhiều vitamin A. Rau thơm thì có rau quế, bạc hà, ngò, hành. Mình cắt khúc khúc như này, nộm như là cắt lớn hơn xíu so với bọt canh. Trong lúc chờ rau củ thấm gia vị và nấm thì phải chờ nguội thêm xíu nữa thì mình nướng bánh tráng. Bánh tráng sẽ ăn với nộm rất là ngon. Rồi 15 phút đã trôi qua, nấm đang nguội rồi, mình trộn nấm vô. Cho ớt vô. Cho rau thơm. Rồi trộn lại. Mình thử nha. Rất là thơm. Thơm mùi dầu mè. Thơm mùi mè. Nấm nó cũng cái vị ngọt xong rồi. Rau củ nó giòn giòn.
rất là dễ ăn, chua chua ngọt ngọt. Vậy là xong rồi đó, mình sẽ rắc đậu phộng lên. Rồi trang trí lên cho nó bắt mắt xíu. Hoa ba cánh. Rồi như vậy là mình đã xong món nộm nóng chua ngọt kiểu chay. Rất là dễ ăn luôn. Mà ăn cái này rau củ nhiều nên cũng có nhiều vitamin C, tăng sức đề kháng trong mùa dịch Covid-19. Cách làm thì rất là đơn giản, mọi thứ chỉ cần trộn lại thôi. Món này có thể ăn với bánh phồng tôm này, hoặc là bánh tráng. Cảm ơn cả nhà đã xem nha. Hẹn lại cả nhà với món mới tiếp theo. Phần nước chấm á, thì mình cho mè, cho bột Hàn Quốc. Mời mình bắt đầu ăn đây. Mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình mình nha.